Rồi cô thấy như thế nào? Thì bây giờ nói là không phải nói, bây giờ nếu mà con nó tâm sự như vậy thì mình phải chịu. Chứ bây giờ mình đâu có thể nào mà mình ngăn cản nó được. Chứ bây giờ cái giới tính của nó như vậy rồi, chứ làm sao mình để mà mình ngăn nó được. Em tên đầy đủ là Nguyễn Văn Nhật, kinh doanh về bất động sản. Em bao nhiêu tuổi rồi Nhật? Dạ em năm nay 21 ạ. Em phát hiện ra cái giới tính của mình là từ khi nào? À, dạ thì là từ lúc nhỏ em cũng như những người bình thường thôi. Tới khoảng năm lớp 6, lớp 7 á, thì đa số thường là em chơi với lại những cái bạn nữ nhiều hơn. Và lúc đó em đang đi học á, thì em có gọi là đi sỏ lỗ tai. Nhưng mà là sáu một đôi hay là sáu một bên? Em sáu một bên chị. Sáu một bên là phong trào mô đen mà. Dạ nhưng mà cái vô tình em sỏ là em sỏ bên phải. Là có nghĩa là em nhầm công khai em rồi. Nhưng mà lúc đó em không có biết. Nhưng bên phải là gay đó. Dạ đúng rồi, em đã tự công khai em rồi á mà em không hề hay biết. Ôi sao em sỏ bên trái? Em sỏ hai bên luôn mà. Ôi vậy hả? Dạ. Em thích sỏ hai bên, em sỏ hai bên luôn mà. Sỏ hai bên là cộng. Đúng không? Thích thì sợ thôi. Nhưng mà con trai thường là tao sợ hai bên, còn gay là sợ bên phải. Vậy là em là cộng. Không, em là gay, em thích sợ hai bên. Xong rồi em lên Facebook nè, em đi tìm bạn bốn phương, mà lúc đó tự nhiên em đi tìm là toàn tìm bạn trai không à. Toàn tìm bạn trai không à. Em không có như người ta là, ví dụ như mình con trai thì mình đi tìm một bạn nữ. Đó là em chưa xác định giới tính hả? Dạ chưa luôn chị. Thật sự là lúc đó thì em không biết nó cái gọi là, em chỉ biết là nam nữ thôi. Còn về giới tính thứ ba hay là như thế nào em không có phân biệt được và không có biết nó. Nhưng mà em chỉ muốn là tìm bạn bốn phương con trai thôi. Dạ đúng rồi. Em hay có một cái kiểu giống như là sở thích á, là em thích lên Facebook, xong em tạo một cái Facebook mà lấy hình của những bạn gái, rồi bắt đầu là đi kiểu như là tán tỉnh những cái bạn trai trên Facebook. Khi mà ví dụ như những cái bạn đó muốn đòi gặp mặt á, thì em hay nhờ những cái bạn trong xóm á, mấy bạn nữ trong xóm em chơi á, chạy chuốt cho mấy bạn để mấy bạn đi gặp giùm. Nhiều lúc em ngồi em cứ suy nghĩ á, là tại sao mà kiểu như mình trai mà sao mình đi thích con trai, cái thắc mắc. Sau em mới đi ra ngoài tiệm net á, em mới tìm hiểu như là con trai mà đi tìm con trai là cái gì. Thì em mới tìm ra những cái như vậy. Thì nói chung là em chỉ biết chung chung là như vậy á, thì những theo cái từ thông dụng người ta hay gọi nó gọi là BD, chứ nó không phải là như gay hay là LGBT. Thì cái đó em không có biết. Vô tình em có gặp được một cái bạn chơi chung với em ở năm lớp 9. Thì là bạn này kiểu như là bạn là lét, là bạn cắt tóc làm con trai rồi. Nó kêu là mày chắc gãy quá chứ mới thẳng nổi. Thì em mới cười. Thì cái xong rồi bạn mới hỏi em câu là top hay bot. Em lúc đó em không có phân định được cái đó. Em trả lời sao? Em mới nói là top hay bot là cái gì. Thì mới bị nó chửi lại, nó kêu là chơi BD mà không biết top bot là cái gì hết, chơi làm gì. Sao nó tại vì tôi mới đăng nghề. Thì lúc đó bạn mới giải thích cho em hiểu kiểu như là top thì nằm trên, bot thì nằm dưới. Vậy thì mày nằm chỗ nào? Thì em mới kêu kiểu giống như là chắc thích nằm dưới hơn là nằm trên. Sau khi em về nhà thì lên những cái trang mà tìm bạn bốn phương á, thì cũng có một số người kết bạn với em qua những cái mạng như là Facebook. Thì họ có hay hỏi cái câu họ chào, xong rồi họ hay hỏi em là bot hay top đó. Thì có nhiều người em lúc đó không có nghĩ được, là không có phân biệt được là top bot là cái gì. Mình cứ nhớ mang máng là bạn con nó mới nói mình vậy đó, thì mới trả lời với người ta là top. Thì nhiều người mới phản kháng là trời ơi, tóc gì mà kiểu giống như là ẻo quá vậy, kiểu như gậy quá vậy. Dạ, cái đó nó gọi là tóc nhắc á, là nhắc mới biết là làm tóc á, kiểu như vậy. Em thì bản thân em không có biết cái đó. Sau này em đi làm thì gặp một số anh chị á, thì họ, nhiều người họ, lúc đầu em vô em xin việc ở một công ty nào đó, em nói chung là cũng gồng lắm á. Gồng mệt không kinh? Dạ cũng mệt, nhưng mà chị biết là vô mà mình bung quá người ta sợ. Em cũng gồng lắm, và thậm chí là khi mà em gồng thì nói chung là cũng có vào làm, thì cũng có một số bạn nữ trong đó cũng để ý. Dạ kiểu như em vừa nộp CV, em đang nộp, trong quá trình nộp CV phỏng vấn như vậy thì có nhiều bạn nữ là tia. Thì sau này tự nhiên họ nói là có nhiều anh chị cũng hay kể là thấy em vô nộp CV cái là me, nhưng mà thấy vừa nộp CV xong đứng dậy đi cái đít lắc cái kêu rồi xong rồi. Cho đó. Dạ nhìn là biết ngay từ đầu rồi, là do em thông qua chiếc bông chứ không có thằng trai nào mà sợ có một bên đeo toàn ten gì hết á. Em phát hiện em giới tính thì nói chung là cũng đến nay là cũng 5-6 năm rồi. Từ năm lớp 7 tới thời điểm này em cứ nghĩ là trong đầu em là chắc là em ở cái giới tính thế này thì chắc chắn em ở vậy tới già luôn á. Tại vì em thấy nhiều người họ
họ quen nhau ở dưới tính thứ ba không có bền, đa số là họ vì lợi dụng này nọ, các kiểu chuyện tình cảm ở cái giới tính thứ ba này nó khó có lắm. Và em cũng đã từng có suy nghĩ là chắc em ở vệ một mình em nuôi mẹ em luôn, không ngờ là đời nó không có như mơ. Tự nhiên vô tình sao thì em cũng trải qua được một vài mối tình, em đa số quen toàn trai thẳng không à. Nên là em thấy được là em có cái khả năng bẻ cong một người nào đó. Em vẫn có câu hỏi nha chị Chi, là nếu mà trai thẳng mà quen với gay thì đâu gọi là trai thẳng đâu ta? Không, thật sự nhà để chị giải thích luôn, từ xưa giờ chị quen trai thẳng mà. Trai thẳng quen với gay, người ta có tình cảm, người ta đồng cảm, người ta thương thôi, nhưng người ta không yêu. Một người trai thẳng, người ta quen con gái, người ta bị đau khổ với tình yêu. Khi người ta gặp một người LGBT, tính tình con gái nhưng thể xác vẫn là con trai, thì người ta chỉ thương họ thôi, đồng cảm, lo lắng, quan tâm. Có nhiều cái mà con gái sống với họ là không có cái quan tâm đó, nhưng mà người LGBT quan tâm, lo lắng, đâm ra chính như vậy người ta tự có tình thương. Nhưng đó chỉ là tình thương chứ không phải là tình yêu. Tại vì đâu phải là con gái đâu mà người ta yêu được. Chị ngày xưa đã từng yêu trai thẳng, chị hiểu được, người ta thương mình thôi. Nhưng mà ấy mà là mình có những cái va chạm về xác thịt không chị? Em hỏi thì trả lời là thời thẳng luôn. Là khi mà một người gay quen với người con trai gặp, thì cái quan hệ xác thịt đó là quan hệ một chiều, là cái người gay sẽ là người phục vụ cho một người con trai hay thẳng. Tại vì người ta đâu phải là, người ta đâu có phải là, người ta chỉ quan hệ với con gái thôi. Và tình yêu là tình yêu một chiều. Người ta chỉ thương thôi chứ người ta không yêu. Thì bởi vậy em thấy tình yêu gay không bao giờ bền. 3 năm, 5 năm người ta phải đi lấy vợ. Tại vì gay vẫn là gay chứ không phải là người con gái thật sự. Muốn giữ chồng là phải chuyển giới làm con gái thì mới có tình yêu hạnh phúc của hai chiều, một người đàn ông dành cho người phụ nữ chuyển giới. Chính điều đó mà chị làm con gái để chị được hạnh phúc. Ngày xưa chị là gay này, giống như bằng này chị yêu con trai thẳng là chị rất là khổ. Người ta quen 3 năm tao đi lấy vợ. Tại vì mình không phải là con gái, mặc dù tính tình mình là con gái, mình có thể tất cả mọi thứ yếu tố để người ta yêu thương mình, nhưng cái thể xác mình chưa phải là người con gái, chưa có hòa hợp được vấn đề tình dục nam và nữ thì không thể nào mà bền chặt được. Chứ chị Chi nói cũng đúng á, thường thì em quen chỉ có 1-2 năm sau đó họ đi lập gia đình. Chị nè, 3 năm bao nhiêu mối tình? Em rất coi như là rất thần tượng chị rất lâu. Nhiều lúc em cũng có suy nghĩ giống như vậy á, là tại sao mình không chuyển giới, mình sẽ là một người con gái thì lúc này tha hồ mình đi. Tại vì cái quan hệ tình dục của nam và nữ nó khác cái quan hệ tình dục của một người gay và một người con trai. Nhưng mà nếu mà như thế thì sao em không quen với một người gay khác? Dạ, tại vì anh biết không, trong cái giới thứ ba này á, nếu một người gay khác họ quen không phải là vì tình đâu anh. Họ không phải là vì tình yêu mà là vì tình dục và tiền bạc không à anh. Nên là em rất sợ. Nói chung là tùy theo người thôi, giới tính nào nó cũng vậy. Theo chị nghĩ là mình có duyên với ai thì mình đến với người đó. Tại vì chị nghĩ là cả đứa con trai cũng vậy, không phải là ai cũng là người tốt. LGBT cũng có người tốt, người không tốt, và con gái cũng có người tốt, người không tốt. Nói chung mình gặp ai, mình có duyên với ai thì mình yêu người đó. Hết duyên hết nợ thì nó hết. Mình nghĩ như vậy nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Rồi anh chỉ muốn hỏi Nhật là gia đình em chưa có biết chắc chắn về cái giới tính của em. Dạ đúng rồi, tại vì thứ nhất là về phía bên gia đình là bên nội em á, thì là bên nội em là khó về mọi thứ. Bên gia nội em rất là gia trưởng. Em đặc biệt lại là cháu đích tôn của bên nội nữa. Dạ. Hồi xưa thì em có nghe lại là bên lúc mà vừa mang bầu em á, thì mẹ em có ước nguyện là thích để thích em là một đứa con gái. Dạ đúng rồi. Bên nội em á, thì lại thích là một đứa con trai. Nội em ấy có nói với mẹ nếu mà là đẻ con trai á thì là muốn gì cũng được, nội sẽ lo. Còn nếu mà đẻ con gái thì là tự chịu. Tự lo. Dạ đúng rồi. Từ lúc mà ba em mất á thì là hai mẹ con đi ra ngoài ở, tự sống, tự lập. Hiện tại á, bên nội em là có một cái bạn con của một bạch cô em á, hiện tại là lét bên đó. Thì nội em phản ứng rất là gay gắt. Em ngồi nói chuyện với nội cũng chưa bao giờ quá 20 phút hoặc nửa tiếng. Nội em á thì có hai kiểu giống như là hay hỏi là tại sao Tết rồi không có thấy dẫn bạn gái về, sao không lấy vợ để mà nội cho một ít làm vốn bằng ăn, kiểu như nội hay kêu là đợi xuống rổ rồi mới dẫn về hay sao. Em không có ở lại lâu vì em sợ lại lâu nội tiếp xúc nội sẽ biết. Bên ngoại em thì có thể là đã biết, tại vì có Facebook em và mẹ em cũng nghĩ là mẹ em cũng có thể vừa biết mà vừa không, có thể là mẹ biết nhưng mà mẹ làm ngơ. Em có vô tình nghe một cái người hàng xóm đi qua nói chuyện với mẹ cách đây khoảng không lâu, khoảng hơn 1-2 tháng thôi, thì cái cô bạn đó mới hỏi là thấy em đi chơi này nọ, xong có nói lần nào qua tao thấy nó cũng đi chơi mà nó chạy chuốt rồi này nọ, nhìn nó cứ tính tình nó hiền, kiểu giống như là bạn dạng như là con gái vậy á. Thì mẹ mới cười cười, mẹ em cũng chỉ nói là tại vì nó cái tính nó thì nó
điềm đạm, nó không có muốn là như những đứa con trai khác là ăn chơi quậy phá. Nhưng vậy cũng mừng. Cái cô này mới hỏi là nếu mà tôi nghĩ chắc nó bị đê quá bà ơi. Thì lúc đó mẹ mới nói là giờ nó cái gì cũng được, miễn nó thương tôi, nó lo cho tôi là được rồi. Nhưng mà giờ nó không nói thì thôi. Xong rồi tôi chờ nó nói thôi. Mà nó không nói thì thôi thì tôi nghĩ là chắc là nó do nó thích như vậy thôi. Có bao giờ em có suy nghĩ là mình sẽ trực tiếp nói chuyện với mẹ về cái vấn đề này luôn không? Em có nhiều lần muốn ngồi xuống xong định nói rồi cái lại thôi. Không có cơ hội để nói. Em không dám nói. Không tự tin để nói. Dạ đúng rồi. Em khó có thể ngồi nói chuyện với mẹ được quá 5 đến 10 phút trong một lần. Mà không biết nói làm sao, tự nhiên không lẽ giờ ngồi trước mặt mẹ, mẹ giờ con gây đó mẹ. Không lẽ giờ con vậy đó mẹ, không lẽ giờ cứ nói vậy, nó khơi khơi không có thôi nói. Thì anh nghĩ như vậy là cái nỗi sợ nào rồi mình cũng sẽ phải một lần mình phải nói gì với nó thôi cưng. Thì dạ, mình sẽ đối mặt với nó ở ngay đây luôn đi. Và xin mời mẹ của Nhật. Con xin mời cô. Xin mời cô. Cô xin mời hai MVC. Dạ dạ. Dạ, dạ cô ngồi đây nè cô. Mời cô dạ. Ngồi đây ạ. Cô là Phan Thị Hương, năm nay cô 47 tuổi, yeah. Là mẹ của Viễn Văn Nhật. Nãy giờ cô có nghe được cuộc nói chuyện của hai cháu và Nhật dạ, không ạ? Dạ, có nghe em. Dạ, rồi cô thấy như thế nào? Thì bây giờ nói là không phải nói, bây giờ nếu mà con nó tâm sự như vậy thì mình phải chịu. Chứ bây giờ mình đâu có thể nào mà mình ngăn cản nó được. Như bây giờ cái giới tính của nó như vậy rồi, chứ làm sao mình để mà mình ngăn nó được. Tại vì hồi nhỏ đó, nó nào nghe cô cũng mê con gái. Cái đến khi bên nội nó cũng khó quá đi, biểu nó giờ nếu mà mày đẻ con gái thì tao bỏ, mày đẻ con trai thì tao lo. Lúc ba nó còn sống, ổng cũng mê con trai. Lúc đó cô lỡ có bầu nó thì cô mới sắm đồ con gái không à. Đầm củng đồ này kia kia nọ là cho nó không. Thì ai cũng nói trời ơi sao mày để cho con mày ăn mặc vậy. Thì mình nói chứ trời nó còn nhỏ thì cho nó mặc vậy đi. Nó bà nói đâu được. Hồi nhỏ mày tập bà nội nó bà cứ la hoài. Bà nói con mày con trai mà cứ mày đi mua đồ con gái mày cho nó mặc không vậy thì sao được Hương. Cái mình mới nói thôi kệ nó má ơi. Thì mình nghĩ nó còn nhỏ thì mình cho nó mặc vậy thôi. Chứ mình đâu có nghĩ là cái giới tính là vậy. Thì đến khi nó lớn lên thì thấy nó cũng con trai, mình cũng thấy nó nhìn nó con trai chứ đâu có phải ấy. Mà đến khi nó đi ra đường thì mình đâu có để ý nó, tại nó đi học thì mình đâu có để ý nó là ngoài đường nó như thế nào. Thì nó về nhà thì cũng thấy nó lạ lạ lắm. Nhưng mà mình cũng có đánh đổi mà mình nghĩ con mình vậy, ai nói mình cũng bỏ hoài tay. Thì ai cũng biểu chứ sao mày không la, không rầy con mày nó... coi chừng cái giới tánh nó bê đê. Cô còn chữ lại cô nói mấy bà nói chuyện vậy con tôi làm gì mà bê đê, mấy bà nói vậy mấy bà nói bậy. Thì cứ lần lần tại vì lúc đó mình nghèo mình cứ lo bươn chải thì con mình nó đi học hay là hoặc nó làm gì mình đâu có chú tâm tới. Đó bây giờ nó tâm sự nó nói như vậy thì mình mới hiểu ra là con mình nó như vậy. Thì đâu giờ mình đâu có làm biết làm sao được. Nhưng mà miễn nó đừng có hư hay là nó đừng có này kia kia nọ với mình là được rồi. Tại vì ba nó mất nay là mười mấy năm rồi, cô ở vậy cô nuôi nó cho tới bây giờ có hai mẹ con cứ thủi thủi rồi này kia nọ. Thì bây giờ nó tâm sự nó nói ra thì mình mới nhìn mình mới biết. Chứ nó không nói mình cũng chưa biết. Đâu có khi nào mà mẹ con ngồi lại nói chuyện được lâu đâu. Cứ nó đi làm về thì cô đi ngủ. Cái sớm mơ rồi cô đi làm thì nó đi làm sao. Thế thì Nhật ơi, bây giờ thay vì nãy giờ nói chuyện với hai anh chị thì anh mong là em có một lần trực tiếp thổ lộ với mẹ. Con muốn mẹ hiểu và thông cảm cho con. Con luôn sống tốt và luôn không bao giờ hư hay là không bao giờ có một cái sự làm xấu mặt mẹ ngoài gia đình hoặc là ngoài xã hội như thế. Thì con chỉ mong mẹ là chấp nhận và mẹ hiểu cho con. Thì bây giờ mẹ nói con nghe, thí dụ bây giờ con đã như vậy rồi thì mẹ cũng chấp nhận thôi. Con có thế nào con cũng là con của mẹ. Dù trai hay là hoặc gái vậy, nhưng mà bây giờ giới tính con như vậy rồi thì suốt đời con cũng vẫn là như vậy. Ví dụ như giờ mẹ có ao ước con trai bởi vậy nhiều khi. Mấy con biết không, nhiều khi cô nói đi làm sắm vàng sắm đồ, nó hỏi để làm gì mẹ, ta nói để dành nửa cưới vợ cho mày chứ làm gì. Mình cũng trông để nó có vợ, để mình có cháu. Nhưng mà bây giờ sự thật ra là nó như vậy rồi, làm sao mình trông mong được. Thì thôi bây giờ giới tính nó như vậy, miễn cái gì cái, miễn nó lo cho cô tới quãng đời cũng được rồi. Dạ con nghĩ là cái giới tính á như thế nào cũng không có quan trọng, quan trọng là mình sống tốt, có hiếu với mẹ. Cô cũng nói đó, bây giờ nếu mà nó là có trai có gái gì cũng vậy, nó là con của mình.
Ví dụ nó con trai nó cũng con mình, mà giờ nó con gái là nó cũng mình cũng tạo nó ra. Chứ bây giờ ai ấy ra rồi thôi, giờ kệ nó, giờ phần số nó vậy tao nó chịu. Chứ từ nào giờ đâu có biết đâu, cứ thấy nó cứ ổng a ổng ẻo, mà ở sớm ai nói cô không có tin. Nhiều khi cô nhìn cô để ý nó nha, nó cũng yểu điệu dữ lắm. Nó cũng son phấn, nó cũng này kia kia nọ dữ lắm nha. Mà mình cũng chỉ có cái khả nghi thôi, chứ mình chưa có là nắm chắc vững nó như thế nào nữa. Bởi nhiều khi cô biểu nó lấy vợ hoài nó không lấy, nó nói chắc không có ngày đó. Tại vì em đâu có yêu gái đâu, nếu mà lấy vợ sẽ làm khổ vợ nữa. Thì bởi vậy mình đâu có biết đâu. Nếu mà mình biết thật sự bữa nay nó tâm sự, nó nói với mình vậy là mình biết rồi, mình hiểu nó rồi. Và nên cô cũng cảm thấy nhẹ nhàng đi và tâm trí mình nhẹ em. Nhàng, dạ. Mình không có mà lo như lúc trước nữa. Dạ. Như lúc trước mình còn lo này kia nọ, bây giờ con nó tâm sự như vậy rồi thì mình đã nhẹ nhàng, mình nhẹ hơn nhiều là 100% luôn. Thà là mình đau một lần chứ không thể mà mình ấy. Con nó nói nãy giờ là mình ngồi mình thấy là mình đã xót xa với nó rồi đó. Nên đâm ra mình cũng kìm gắn để mà mình an ủi cho nó. Tại vì không nghĩ là không? Những người trong cộng đồng LGBT là có nhiều thiệt thòi lắm cô. Đâm ra là ở ngoài xã hội cũng đã không được ưu ái như những người bình thường rồi. Đâm ra con nghĩ là cô biết được rõ cái sự thật như vậy thì con nghĩ cô thương em nhiều hơn. Thì đúng rồi, mình biết ra được thì mình thương nó nhiều hơn. Với mình chia sẻ với mình em. Chia sẻ với em chứ mình chia sẻ với nó, chứ bây giờ mình không chia sẻ rồi ai em chia sẻ, ai đâu chia cô sẻ cho nó được. Thì con cũng cảm ơn mẹ. Mẹ cũng cho con. Chứ bây giờ mẹ bỏ con đi đâu bây giờ? Rồi Nhật ơi, lúc trước á em có quen một bạn trai đúng không? Dạ lúc đó thì có, em có dẫn về ở cùng. Mà em làm sao mà mẹ không biết hay không? Tại vì em chỉ nói là đồng nghiệp rất là hiền. Cô có nghi không? Không có nghi. Tại vì nó về nó nói vậy nè, mẹ làm chung với con mà giờ nó mướn cái chỗ xa quá đi làm không có phương tiện. Thôi mẹ cho bạn này ở chung với con, thì mình cứ nghĩ thì con nó nói sao mình nghe vậy. Chứ phải vì mình biết con mình nó tình thế với đứa đó vậy thì mình nó lộ đâu mình biết rồi, nó không lộ làm sao mình biết. Cứ sớm mơ thì hai đứa chở đi, chiều hai đứa nó chở về. Hai thằng trai nó ngủ chung mà có cái gì đâu, phải chi nó trai với con gái thì mình còn nghi ngờ rồi. Với lại đứa đó cô không có nghĩ là con cô như vậy. Không có nghĩ. Cái chừng sau này cái mấy bả cứ nói vậy. Sao tôi thấy cái thằng này nó đi với con bà hoài, tôi nói thì bạn nó làm chung nó dắt về đó, nó con mình con trai nó mạnh mẽ mà người này người kia nói mình lại tức. Dạ đúng rồi. Tại vì mình sanh con mình biết nó là con trai, tại sao mấy bà cứ nói là cái tánh nó là con gái này kia kia nọ. Rồi lúc mà em ở với bạn trai em, hai người có gây nhau gì không? Dạ có, quýnh lộn luôn á, thậm chí là quýnh lộn lớn lắm. Thật sự nếu mà lúc đó mà không có mẹ chắc là giờ cũng xong rồi đó. Nhưng mà mẹ cũng nghĩ là chắc là do ở cái dụ như là cách ở với nhau không có hợp á. Kiểu giống như là thì chị biết là ở chung thì thường hay có nhiều cái va chạm lắm. Cho nên là mẹ nghĩ không hợp thì mẹ có nói với em là thôi nó không thích ở đây thì cứ cho nó đi chỗ khác nó ở. Thật sự là mẹ em cũng rất thương cái bạn đó, cũng coi như là con vậy á. Chứ không phải là coi như là người ở thuê nhà. Mình sợ là giống như hai đứa nó về tiền bạc mướn nhà rồi đôi chối cãi cọ với nhau thôi. Chứ không có nghĩ tới mà hai đứa nó như vậy. Đâu có biết đâu mà mình biết, tại từ nào giờ mình chưa có thấy cái cảnh đó bao giờ. Mình mấy chục tuổi đầu rồi mình đâu có biết cái vụ đó đâu. Cứ hả cô sáng cô đi làm, nhìn nó ngủ, nó tới 8 giờ mấy nó mới đi, cô 6 giờ rưỡi cô đi rồi. Bắt đầu tối cô về thì nó ngủ. Mẹ con đâu có nói chuyện với nhau đâu có ấy. Ví dụ như nó về nó hỏi mẹ về hả, mẹ nói vậy thôi rồi mở cửa vô. Vậy thôi chứ đâu có ngồi mẹ con mà tâm sự. Phải chi mà nó con gái mình, gái thì nó còn ngủ chung với mình thì mới là còn tâm sự với mình được. Còn nó ngủ riêng mà. Rồi bây giờ khi mà cô biết được rõ cái giới tính của Nhật rồi ạ, thì cô có lo là Nhật đi ra ngoài xã hội sẽ bị mọi người kỳ thị hay là cái ánh nhìn nó không thiện cảm không? Bây giờ cô không sợ nữa, ai có kỳ thị nó cũng là con của cô. Vì là thật sự ra mình sống cũng chẳng ai nuôi mình. Đúng mình rồi. Sống cho mình. Mình sống cho bản thân họ nói mình. Gì thì có nghĩa là không có quan trọng nữa. Quan trọng là cười người hôm trước thì hôm sau người cười. Đúng thôi. Rồi. Ở đời mình chưa chắc là ai hơn ai. Người ta nên. Thường nói một câu 70 chưa gọi là lành. Dạ. Nên đâm ra là không có sợ ai đừng cười. Bây giờ có vấn đề bây cô. Giờ con mình nó nói vậy là mình nhẹ nhõm rồi. Bây giờ nó muốn mặn cái gì nó mặn, nhưng mà nó đừng có mặn tới cái chuyện mà bậy bạ là quạt này kia kia nọ. Đối với pháp luật là mình mừng rồi. Còn bây giờ nó giới tính nó như vậy là cô cho nó thoải mái luôn. Bây giờ nó dắt về nó giới thiệu ở đây là chồng con hay là sao. Thì cô chấp nhận là... Thì cô cũng chấp nhận luôn mà. Cô cũng đã con đã biết có rồi. Có một thành viên trong gia đình nữa. Thì bây giờ nếu như bây giờ nó dắt một người bạn nó về, nó là giờ con giới thiệu với mẹ đây là chồng ông xã con, cô cũng chấp nhận luôn.
Xích xác. Thì cô cũng chấp nhận cho cái người đó kêu cô bằng là mẹ luôn. Mẹ con rể đó. Con rể trời luôn. Trời ơi, sướng. Cô cũng chấp nhận vậy luôn. Như vậy thì gia đình nó sẽ hạnh phúc hơn. Thì đúng rồi, mà bây giờ mình ràng buộc thì mình sẽ mắc con. Nó đi ra chỗ khác. Nó sẽ đi chỗ khác thôi, nó bỏ mình nó đi rồi lúc đó mình mắc con rồi cũng vừa lo cho con. Vừa lo cho con nó thôi. Bây giờ bằng hơn mình chấp nhận như vậy luôn. Bây giờ cho cái lực cưới nhau cô cũng chấp nhận cho cưới luôn. Đám cưới đâu ai cấm đâu cô. Thì bởi vậy cô nói bây giờ là cô nếu mà như vậy là cô cho lực cưới luôn. Bây giờ mình bắt rễ. Và ai cũng suy nghĩ như cô thì tất cả những người trong Cộng đồng City là sẽ không còn khổ nữa. Hạnh phúc quá trời. Thôi bây giờ con cứ ấy đi rồi yên tâm đi. Nói chồng là dẫn về nhà. Dạ chồng thì dẫn về nhà nha con. Đừng có dắt đi đâu mà về ở với mẹ nha. Đừng có dắt đi đâu, đừng nghe lời ai. Vậy bây giờ hỏi về câu chuyện tình yêu hiện tại của Nhật đi. Tình yêu của Cưng đi. Thì hiện tại thì em vẫn thế. Tội nghiệp á nhờ. Chị biết là quen vì quen em mà họ phải bỏ mất cả gia đình, tiền bạc, bạn bè, người thân, tất cả hết luôn để họ có được em. Nhưng mà tại vì do cái tính của em á là em nói chung là cứ nhảy em động động em lên tối ngày à. Dường như quen 1 năm 360 ngày, em chia tay đủ 360 ngày. Như vậy là mình phải có kinh nghiệm lại Cưng. Dạ. Và mình phải thấy cái điểm nào đó là mình sai để mình giảm lại để mình có được hạnh phúc hơn. Tối nay em phải về em hỏi mẹ cách nào để mẹ giữ cho cái tinh thần của mẹ đầm thắm và dịu dàng như vậy. Em phải học. Khi em quen con trai là em phải chiều người ta nhiều hơn. Mà mình nóng tính quá là mình sẽ hư bộ đường. Tại vì khi mình đang không phải là con gái rồi mà mình quen một người con trai nè, ít nhiều gì người con trai đó vẫn thiệt thòi. Là bị người ta nói tới nó luôn dị nghị. Họ không phải quen em vì tình cảm, họ quen vì cái khác. Nhật quen nhiều lắm cô ạ, nãy giờ Nhật kể cháu mấy chục mối tình luôn. Nó không dắt về nhà, nó dắt chỉ có một mình bạn nó là thằng Thiên thôi. Là dắt về nhà chỉ có một người thôi. Nhắc tên luôn. Ừ, đó. Cái tánh của nó không có giống như cô. Không có trầm, không có nhẹ nhõm. Cái tánh nó giống em, ba nó ào ào vậy đó. Mà cô nói nó hoài, cô nói cái gì con từ từ con trầm tĩnh lại, bất cứ những công việc làm ăn cũng vậy, chứ đừng có nói tới bạn trai hay hoặc bạn gái gì cũng vậy. Trầm tĩnh là cô thì cô nguội lắm. Thí dụ như cô biết rồi á, là trong lương tâm cô nó nhẹ lắm. Khi nào cô không biết á là cô mới nặng lòng, cô mới âu lo. Còn nếu mình biết rồi là mình tự nhiên cái cảm xúc của mình là nó phơi ra, nó bay ra, nó nhẹ là nhõm. Tại vì khi mà em nóng tính á, em sẽ làm mất đi cái bình tĩnh của em. Và em sẽ xử sự nó sẽ không có hay, sẽ làm cho cái cuộc tình nó sẽ dễ gãy đổ. Biết là những người LGBT là thường á là tại vì quá buồn quá khổ, đâm ra là cái suy nghĩ họ nó không được như một người bình thường, nó hơi tiêu cực, nó dễ bị kích động, nó hơi tiêu cực đó. Đâm ra là mình nên giảm lại để mình sẽ được hạnh phúc hơn. Nhiều người sau khi mà họ chia tay em xong họ nói em mà cứ như vậy thì ế cũng già luôn. Mình phải có kinh nghiệm, cái đó không phải là mình xấu, nhưng mà tùy cái tính đó, mình nóng quá thì mình sẽ xử sự nó không có hay. Dạ. Rồi bây giờ thì sau khi come out rồi và mọi thứ yên ổn rồi á, thì em có cái dự tính gì cho tương lai của mình không? Dự tính của em thì là trước thì có thể là em sẽ lập gia đình trước. Thấy nhiều cặp họ có gia đình á, em thích lắm. Sắp tới thì em cũng sẽ có thể là giảm bớt lại những cái tính cách của em để có thể đến một người lâu dài hơn. Em sẽ lập gia đình sau đó rồi ở nhà em lo cho mẹ em và tiến triển công việc của em tốt hơn. Em phải luyện cái tính của mình làm sao mà sau 2 tháng nó đầm lại, để khi nó phát sóng lên người ta add Facebook em quá trời luôn. Là có người yêu cái là mình thay đổi cái tính liền. Có một cái liền là mình thay đổi liền. Là mình sẽ thay đổi khác cái tính ngày xưa. Những cái gì mà làm em mà gãy đổ trong tình yêu em phải tự nghiệm lại. Thì em sẽ hạn chế lại để cái mối tình sau em không có bị gãy đổ như là những cái mối tình vừa qua. Và em còn 2 tháng để hạnh phúc đó. Đó, còn 2 tháng đó. Bây giờ là chị thay mặt chương trình là gửi tặng 2 món quà cho em và mẹ em nè. Con gửi tặng cô và một món quà, em một món quà. Cô cũng cảm ơn chị, cảm ơn anh. Rồi thay mặt chương trình thì chị chúc em sẽ gặp được người yêu. Và chị rất mong em được trăm năm hạnh phúc. Nếu như năm sau em muốn kết hôn thì em có thể liên hệ với chị sẽ tổ chức lễ hội cưới cho em và tài trợ 100% cho em. Và rất mong sẽ gặp em và người yêu em trong năm sau. Dạ, em cảm ơn chị nhiều.